Lời đầu tiên thì em xin chào toàn thể các bác và bà con chăn nuôi nhé. Thì hôm nay em có một câu hỏi của một bạn đặt câu hỏi với em là: anh ơi, để bắt đầu nuôi con lợn rừng ấy, thì mình cần nuôi như thế nào? Vốn đầu tư có nhiều không đấy các bác? Đấy, thì hôm nay em xin làm một video chia sẻ với các bác về vốn đầu tư bao nhiêu để bắt đầu chăn nuôi lợn rừng với quy mô nhỏ các bác nhé. Khởi nghiệp và lợi nhuận khi mình xuất bán các bác. Đầu tiên thì nói về vốn các bạn. Vốn thì tùy thuộc vào mỗi người, mỗi khả năng các bác nhé. Đấy, nên thì mình tính làm sao để đầu tư quy mô cho nó đủ với tiềm lực kinh tế của mình ấy. Thì đầu tiên em chỉ tính khuyên bạn ấy là lên đầu tư 5 cái một đực. Thứ nhất là để mình vừa chăn nuôi bắt đầu thì vốn chưa nhiều, và thứ hai là để vừa nuôi vừa học hỏi các bác. Đấy, thì em khuyên bạn ấy nuôi 5 cái một đực các bác. Mình nên mua loại vốn ít thì mình mua loại tách sữa ra bắt đầu biết ăn rồi. Nếu mà vốn to thì mình có thể là mua những loại từ 20 cân trở đi, thì lúc đấy mình chọn thì nó sẽ đạt chuẩn nhiều hơn là khi mình mua từ con nhỏ các bác nhé. Đấy, thì em cứ tính cho bạn ấy là 5 con cái một con đực, dạng loại biết ăn, bắt đầu biết ăn. Đấy, tách ra rồi biết ăn nhé. Thì có nơi thì 1,2 triệu, 1 triệu trở lên, 1,2 triệu, 1,3 triệu, 1,4 triệu thì đấy. Đấy, thì em cứ tính bình quân là mỗi con là 1,5 triệu các bác nhé. Thì là 5 cái một đực là 6 con thì 6, 10, 60 với lại 6, 5, 30 thì là 9 triệu tiền giống các bác nhé. Vâng, tiếp theo là chi phí chuồng trại các bác ạ. Thì chuồng trại thì mình có thể làm tận dụng, ví dụ như nhiều bác ở nông thôn thì có thể tận dụng cây bương tre rồi lập bờ lô thôi các bác, thì chi phí nó cũng không đáng bao nhiêu, chỉ 2-3 triệu thì cũng có thể có một cái chuồng. Hoặc là mình có thể tận dụng những cái chuồng cũ của nhà mình trước kia mình nuôi lợn trắng các bác. Đấy, mình chỉ thêm lưới liếc và mình quay vào thôi. Thế thì dự trù em có tính khoảng 2-3 triệu đi, nếu mà nuôi 5 cái một đực để mình vừa nuôi vừa học hỏi thì mình cũng chưa cần phải đầu tư nhiều các bác. Để thứ nhất mình nuôi để mình xem em là có kinh tế không, để thì mình mới tiếp tục lên đầu tư các bác nhé. Vâng, thì thời gian bình quân mình nuôi sẽ khoảng 9 tháng nữa thì lợn nó mới bắt đầu giống đực nha các bác nhé. Đấy, thì một con em tính rẻ bình quân là mỗi con 10k. Đấy, thì một tháng là hết 300k. Đấy, thì nhân với lại 6 con thì bình quân mỗi tháng là khoảng 1,8 triệu tiền thức ăn các bác nhé. Đấy, thì mình phải nhân với 9 tháng thì bắt đầu nó mới giống đực, thì nó khoảng 16,2 triệu các bác ạ. Đấy, 16,2 triệu, mà bây giờ khi mà lấy được các bác thì nó sẽ tiếp tục là phải chữa 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày nữa thì nó mới đẻ các bác nhé. Đấy, đẻ xong thì mình phải nuôi thêm 1 tháng nữa. Đấy, thì nó cũng rơi vào tầm 5 tháng thì mình được xuất bán các bạn. Đấy, thì tiền thức ăn của nó thêm nuôi thêm 5 tháng nữa thì cũng 1,8 triệu, mà nhân với 5 tháng nữa thì khoảng 9 triệu các bạn. Đấy, thì 16,2 triệu đấy cộng với 9 triệu tiền thức ăn tiếp đấy thì là thành 25,2 triệu các bạn. Đấy, mà 25,2 triệu thì mình cộng với lại 6 triệu giống ban đầu mình mua nữa. Đấy, thì nó rơi vào tầm 36 triệu gì đấy. 36 triệu cộng thêm tiền chuồng, tiền trước thì nó cũng khoảng, nếu mà đầu tư ban đầu như thế với quy mô nhỏ như vậy thì nó cũng rơi khoảng 40 triệu các bạn. Đấy, thì đấy, với quy mô nhỏ như bạn ý thì mình sẽ đầu tư khoảng 40 triệu, nên các bạn phải chuẩn bị trước 40 triệu các bạn nhé. Vâng, để tính lợi nhuận mà sau khi mình xuất bán, sau 1 năm nuôi mình xuất nứa lợn đầu tiên các bác. Đấy, thì 5 con nái thì nứa đầu thì nó có thể nó đẻ ít, thì bình quân mình sẽ chỉ tính được khoảng 30 con thôi các bác. Đấy, khi mình xuất bán mà sau khi nó đã ăn cám tốt khoảng 6-8 kg ấy các bác, thì giá bán mỗi nơi mỗi khác thì nó rơi vào tầm 1,5 triệu. Đấy, bình quân em cứ tính 1,2 triệu các bác. Đấy, thì 30 con thì 30 và 2 là 6, tầm 36 triệu với lứa đầu tiên các bác nhé. Đấy, từ lứa sau thì có thể là lợn mẹ nó hoàn thiện sinh sản rồi các bác. Đấy, thì mình có thể được 40-50 con. Đấy, đấy, thì những cái lợi nhuận của từ các năm tiếp theo thì nó sẽ cao hơn các bác nhé. Với các bác nếu mà không bán lợn con luôn ấy, mà các bác tiếp tục nuôi thương phẩm ấy, đấy, thì
Lứa đầu mà 30 con thương phẩm mà các bác nuôi không bị thất thoát ấy, thì trung bình mình sẽ nuôi thêm khoảng 8 tháng nữa thì mỗi con sẽ được khoảng 30 đến 35 kg đó nha. Đấy thì chi phí thức ăn nếu mà mình nuôi lợn thương phẩm ấy thì nó sẽ rẻ hơn các bạn, thì 6 7k một con trên ngày đây. Đấy thì 63 18 hoặc là gọi là 200 nghìn một con. Đấy thì sẽ thêm 8 tháng thì nó khoảng mỗi con sẽ rơi khoảng 1 triệu 6 tiền thức ăn các bạn nhé. Đấy thì đâu đó ví dụ lúc ý nó là 30 35 thì mình bán với cái giá 1.1 1.2 1.3 gì đấy. Đấy thì mình bán sẽ được khoảng hơn 4 triệu. Đấy, 4 triệu gì đấy. Đấy thì nếu là lứa thứ hai trở đi thì nuôi với số lượng lớn nhiều hơn mà nuôi thương phẩm thì lợi nhuận sẽ nhiều hơn các bạn. Vì chi phí thức ăn của lợn rừng nó rất ít. Còn theo em là nếu các bác để nuôi thương phẩm thì chỉ nên để vào dịp cuối năm các bác nhé. Thì vì dịp cuối năm vào dịp Tết ấy, thì người ta mua biếu rồi mua mổ liên hoan, mua tiếp khách thì số lượng nó sẽ bán được nhiều hơn. Mà đa số vào cuối năm thì mới cháy. Thì chúng ta nên nuôi theo xu hướng thị trường ấy. Nhưng nếu mà các bác mà xây dựng được thương hiệu ấy, thì sẽ nhiều người biết đến ấy, thì các bác có thể bán quanh năm. Nhưng mà theo em mới đầu thì các bác nuôi nhỏ ra bán luôn. Còn nếu mình muốn nuôi thương phẩm thì mình mua vào dịp cuối năm các bác nhé. Vâng, thì với cái vốn đầu tư lắm nái một đực các bác. Đấy thì em cũng đã tính nhưng đây nó chỉ là trên lý thuyết thôi các bạn, chứ thực tế không có chuyện ví dụ như chúng ta mà nuôi 5 con nái mà nó đều đẻ cả 5 con một lúc đâu các bạn. Theo em thì với nuôi sinh sản và thương phẩm thì nuôi sinh sản sẽ nhanh thu hồi vốn hơn, vì mình bán giống sau khi mình bán ra và mình tách ra mình bán luôn thì mình sẽ thu hồi luôn. Còn nuôi thương phẩm thì nó sẽ lâu hơn và rủi ro hơn. Đấy, thì còn phụ thuộc vào thị trường nữa, tùy năm, có năm thì thừa hàng, năm thì cháy hàng các bạn. Đấy, không năm thì không có lợn mà bán. Giới thiệu các bác luôn, đây là hàng dòng lợn bản trên Tây Bắc đây các bác. Đấy thì trên em thì có dòng lợn đen này rất nổi tiếng, thịt thơm ngon các bác nhé. Đấy thì cũng phụ thuộc vào thị trường như hàng lợn rừng đó các bạn, có năm thì rất dễ bán, năm thì cháy hàng, có thời điểm lợn bản lên đến 120.000 vào dịp Tết đấy các bạn. Thì qua video thì em cũng xin chia sẻ để mang tính chất tham khảo đấy các bạn. Đấy, để rất mong các bác có thể đóng góp ý kiến dưới bình luận cũng như chia sẻ video cho bạn bè và người thân tham khảo. Em xin chân thành cảm ơn. Em Mạnh Cao xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.